Thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự tự hào khi được tu dưỡng rèn luyện trưởng thành trong môi trường quân đội. Đó là suy nghĩ và kỳ vọng của nhiều thanh niên tỉnh Trà Vinh trước khi lên đường nhập ngũ trong năm nay. Do hoàn cảnh gia đình đeo đơn, cuộc sống khó khăn nên sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, thanh niên Lâm Phước Cường ở ấp Đại Thôn, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh quyết định nghỉ học đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh để phụ giúp gia đình. Sau khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ từ địa phương, thanh niên này sẵn sàng trở về quê hương để thực hiện nghĩa vụ quân sự, với hy vọng vào quân đội sẽ được rèn luyện, học tập, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Bản thân tôi lên Sài Gòn làm có lệnh nhập ngũ, rồi mời về khám thì đậu cũng vui. Rồi xin mong là vô chổng được rèn luyện tốt, vô quân đội môi trường quân đội rèn luyện tốt nè. Rồi về sau này về cống hiến cho đất nước. Theo Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Thành, thanh niên nhập ngũ năm nay đa phần tự nguyện đăng ký và muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội, và điều có chung suy nghĩ là thực hiện nghĩa vụ quân sự chính là trách nhiệm để mỗi người trẻ rèn luyện, tu dưỡng, học tập để hoàn thiện bản thân và trở thành người hữu ích, góp tâm sức, trí lực cống hiến cho quê hương mình. Được bà con, cô bác, anh chị động viên để nhận lệnh để được gia nhập quân đội, để được rèn luyện bản thân sức khỏe, để biết về kỷ cương, sống về cách đánh trận của ông cha ta. Trong thời gian được lệnh triệu tập đi nghĩa vụ quân sự tầm 24 tháng của quân đội thì tôi muốn được rèn luyện sức khỏe, kỹ năng sống. Trong tổng số 164 tân binh trúng tuyển năm nay ở huyện Châu Thành, có nhiều thanh niên là đảng viên, đoàn viên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, sẵn sàng viết tiếp truyền thống vẻ vang bộ đội Cụ Hồ, thể hiện ý chí và trách nhiệm đối với Tổ quốc, góp sức xây dựng nền quốc phòng Việt Nam thêm vững mạnh. Huyện Châu Thành năm 2023 thì được Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh giao chỉ tiêu là 164 thanh niên nhập ngũ. Trong đó thì quân sự là 129 thanh niên, công an là 35 thanh niên. Trong 129 thanh niên thì có giao các đơn vị trung đoàn 2 của sư 9 quân đoàn 4 là 114 thanh niên, bộ chỉ huy sự tỉnh là 8 thanh niên, bộ đội biên phòng tỉnh là 7 thanh niên. Đến giờ phút này, đặc biệt là về tình hình tư tưởng của thanh niên thì an tâm lên đường thực hiện quyền của người công dân. Khi đến trụ trưởng thành thì chúng ta phải tham gia bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Thì hiện tại 100% thanh niên đã với tinh thần là sẵn sàng. Còn đối với cơ quan sự huyện tham mưu cho Hội đồng nghĩa sự huyện thực hiện, đặc biệt là cái tổ chức lễ giao nhận quân, về công tác chuẩn bị khánh tiết, rồi trang trí, rồi công tác tuyên truyền, rồi chương trình buổi lễ, đến giờ phút này thì cơ bản cũng đã hoàn thành. Thì nói chung là huyện Châu Thành đã sẵn sàng cho cái ngày hội tổng quân là ngày 9 tháng 2 năm 2023. Năm 2023, tỉnh Trà Vinh được giao chỉ tiêu gọi 900 thanh niên lên đường nhập ngũ. Mọi công tác xét chọn đều đảm bảo tính dân chủ, minh bạch và đúng luật. Theo kế hoạch, cùng với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Trà Vinh sẽ tổ chức giao quân vào ngày 9 tháng 2 năm 2023.